Đến với khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, du khách không nên bỏ qua bãi biển nhân tạo trong xanh. Mặc dù là bãi biển nhân tạo nhưng mang vẻ đẹp rất tự nhiên, với bờ cát trắng dài, màu nước xanh rất sạch. Rất nhiều bạn trẻ yêu thích chụp ảnh đã đến đây tắm biển, tạo dáng với biển xanh nắng vàng. Bên trong khu du lịch cũng bắt đầu phát triển các dịch vụ quán bar, ăn uống, nhà hàng có view gần gũi với thiên nhiên rất sôi động và nghỉ dưỡng tuyệt vời. Trong tổng thể khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có 5 khu hồ và bãi biển như vậy, trong đó có một bãi biển xã hội hóa rất đông khách, lớn hàng chục hecta, một bãi biển lọc nước biển cát trắng mịn nằm ở giữa khu trung tâm và rải rác có rất nhiều các hồ nước biển lọc nước biển với cát trắng trong xanh và những hàng dừa xanh ngắt, tạo nên một quần thể khu nghỉ dưỡng rất nhiều mặt nước, rất nhiều các bãi tắm rất tuyệt vời.